đối với cái tín đồ đam mê ca hát thì không thể nào bỏ qua được. Hai dòng loa đang rất hot trên thị trường hiện nay mà giá cực kỳ tầm trung, đó là dòng JBL R10 2 la mã và BK BG 856. Và hôm nay mình sẽ đi so sánh hai dòng loa này cho các bạn tham khảo để tiện hoặc là nâng cấp các dàn karaoke gia đình mình lên tầm cao mới. Và đầu tiên mình sẽ so sánh thiết kế của hai dòng loa này cho các bạn cùng tham khảo nha. Mình sẽ nói về con BK trước. Thì BK được thiết kế cái khung cảnh rất là bo tròn, rất là mềm mại và dễ chịu. Thứ hai là loa BK này sẽ nặng tầm khoảng từ 1kg một loa. Và mặt trước của nó sẽ được trang bị một tấm lưới để tránh va đập. Logo của BK và một lớp vải để một bao bọc bên này nhìn rất là mềm mại và đã. Thì được thiết kế toàn bộ là gỗ, nhưng mà thiết kế trơn thôi, không có gì đặc biệt. Thì đằng sau các chạm loa của chúng ta sẽ được thiết kế bằng những nút kim loại hết, tất cả là kim loại nha. Cái thông số kỹ thuật của BK dòng loa này 86. Và mình sẽ đi qua con R10 của JBL. Thì JBL thiết kế nhìn thành phố hơn, có những cái đường cũng thiết kế bằng gỗ nhưng mà có những cái đường vân rất là chắc chắn và thành phố. Trước này cũng có logo của JBL, logo là bằng kim loại nha, một tấm lưới và cũng được bo tròn hai góc cạnh này, nhìn rất là mềm mại và dễ luôn, và được bo tròn từ trên xuống dưới. Và đằng sau của con R10 này thì được thiết kế chậm loa bằng nhựa nha các bạn, khác với dòng BK bằng nhựa. Logo của hãng. Và vừa rồi mình đã tiến hành tháo hai cái màn loa của hai cái dòng loa này cho các bạn cùng tham khảo xem là bên trong những cái này nó được thiết kế như thế nào. Thì cả hai bên đều được thiết kế một cái củ loa bass ở chính giữa là 25cm và được thiết kế hai lô chip ở hai bên và chế là bằng giấy nha bạn. Chất giấy. Và các bạn lưu ý, các bạn có thể nhìn được hai củ bass này thì hai thiết kế rất khác nhau. Một bên là không có đường rang này, của BK mới có đường rang của JBL. Thì cái dòng này á, chúng ta đánh một thời gian nó sẽ mềm cái loa ra, nhưng cái con này khó mềm hơn. Tại vì nó thích cái đường răng của mình thì cái bass nó hơi cứng, nghe các bạn nó hơi cứng. Còn con này bass nó mềm hơn. Thì JBL thì nó nghiêng về âm bass nhiều, và dòng BK này nó nghiêng về âm trend, làm trùng. Và thiết kế hai cái lỗ thông hơi cũng gần như nhau các bạn. Còn điều đặc biệt ở dòng JBL này đó là thiết kế cho mình một cái nút vặn crossover này để chúng ta điều chỉnh được cái giải treble và cái giải trung khi phù hợp với những lại cái không gian mà chúng ta lắp đặt. Thì cái nút này chúng ta mình thêm bằng tay được này, nó có từng mức độ, từng cái cấp cho chúng ta biết là nó nằm ở đâu. Đó là điểm khác nhau giữa con này JBL và con BK 86 của mình. Subscribe video, chọn thiết bị Kara, hát hay, giá tốt. Và bây giờ mình sẽ đi phần tính năng của hai dòng loa này mà so sánh xem là giữa hai dòng loa này nó có những cái gì, ưu điểm và nhược điểm như thế nào. Thì đầu tiên mình sẽ nói về con BK trước. Thì BK được thiết kế rất là nhỏ gọn, nhìn nó có vẻ mini, dễ thương. Nhưng mà nó có công suất lớn hơn con JBL R10 rất là nhiều, R10 hay là hạn. Thì công suất khoảng 100W một loa và tổng công suất của loa là 300W. Nhưng khi các bạn chơi lên cực đại là tổng công suất của hai loa là 400W và độ nhạy của nó là 92 dB, độ kháng thì 8 ohm. Và còn điều đặc biệt nữa là tần số đáp ứng của cái con này là từ 40Hz đến 20kHz, thì cho ra âm bass rất là mềm, sâu và mềm, nói chung là rất là ok. Mà thêm nữa thì cái giải chép của chúng ta á được bố trí hai bên này, thì cho ra cái tiếng chép phát các bạn nghe đã tai lắm, và tiếng trung thì rất là sáng. Thì những nhập loa có nhập á, nó nghiêng về âm trung và âm trap nhiều cho nên mình nghe rất là sáng. Bây giờ mình sẽ nói về cái con JBL R10 2 la mã này. Thì thông số kỹ thuật á, thì là 100W một loa và tổng công suất của loa là 200W. Và công suất cực đại của tổng loa là 300W. Thì các bạn chơi loa là một kinh nghiệm cực đại. Tiếp theo đó là độ nhạy vẫn là 92 dB, giống như con BK86 này, và trở kháng cũng 8 ohm, rất là dễ dàng cho các bạn phối ghép cái cục
tải công suất hay là hợp lý hiện nay. Và còn điều đặc biệt nữa, cái con này được thiết kế một cái nút mạnh, nó server nằm ở đây để các bạn tiện điều chỉnh cái giải quét cho từng diện tích mà các bạn muốn setup. Nói chung cái con này chắc chắn của nó thiên về Ampad nhiều, vì nó thiết kế những cái đường rạch trên cái bộ robot này nên cái Ampad nó rất là lực hơn rất nhiều so với cái con BK86 này. Tần số đáp ứng của cái con JBL R125 bản này là từ 35Hz đến 20kHz so với cái con BK86 này. Nói chung cái con này thì các bạn chơi dòng cái dòng nhạc đen hoặc là nhạc rock hoặc là nhạc deep house gì đó nghe rất là lực thả tay. Tôi ngồi quên thần trên hòa bình, tự thôi vẫn cứ bao phần tình ngắn trường. Anh sẽ không dù thế này, anh sẽ không đã xa lúc này để cho nó mà. Chuyện buồn mà tôi chờ nó, hãy buông tay tôi mất rồi, có lẽ sẽ không còn nữa. Từng lời hứa mãi sao chẳng còn nữa. Tôi quên đi thật rồi. Tôi quên luôn cái tên đã làm tôi yêu thương suốt một thời. Quên luôn đi những môi hôn bao lần tôi đã chờ. Và hai dòng lo này đến từ hai hãng khác nhau, cho nên chất âm của nó ra cũng khác nhau. Một lo thì nguyên về Dread, BK, cùng lo nguyên về Bass, đó là JBL. Và còn điều lưới nữa, khi bạn set up phòng từ 25m2 trở xuống thì BK độ sự lựa chọn tối ưu, và JBL thì set up từ khoảng từ 20m2 trở xuống. Nhưng khi các bạn muốn set up phòng lớn hơn những cái khoảng đó thì các bạn phải chắc chắn rằng phải bổ sung thêm sub vào những cái phòng đó, vì khi các bạn muốn sub thì chúng ta mới đầy hơn và lực hơn, nó mới điều hòa được âm thanh. VDA chuyên gia âm thanh karaoke. VDA phối theo nguyên lý, lắp theo âm học. Nếu các bạn là một tín đồ của âm bass, nhạc trend thì các bạn có thể lựa chọn cho mình những dòng loa của JBL, và đặc biệt đó là dòng loa R12 La Mã đến từ thương hiệu Mỹ. Còn nếu các bạn yêu thích nhạc bolero, dân ca hoặc trữ tình thì các bạn có thể lựa chọn cho mình những dòng loa của BK và đặc biệt là BG-S86 này đến từ thương hiệu Nhật. Và tùy theo gu và sở thích của mỗi người thì các bạn có thể lựa chọn cho mình những cái chiếc loa phù hợp, và sẽ được VDA phân phối chính hãng với mức giá bằng nhau là 8.500.000 đồng. Và các bạn muốn trải nghiệm trực tiếp hoặc muốn tư vấn thêm thì các bạn có thể đến ngay cái showroom của VDA Shop hoặc comment bên dưới để các nhân viên hỗ trợ và tư vấn thêm. Và đừng quên gọi số hotline của chúng tôi để được các nhân viên hỗ trợ.